Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này, mình xin chúc mừng cho tất cả các bạn nào đã đầu tư cùng mình vào dự án đào tốc cần BXV trước kia nha tất cả các bạn. Thì hiện tại con tốc cần BXV này đã, nhưng bên nào đã tham gia thì có thể là x1 tài sản nha các bạn. Hiện tại giá tốc cần này là gần 2 đô cho một tốc cần, 1.93, gần 2 đô cho một tốc cần nha các bạn. Thì đây thì mình update lại dự án này cho tất cả các bạn. Như bạn nào có muốn xả thì xả, có muốn thấy dự án này tiềm năng thì có thể để đó nha các bạn. Thì hiện tại dự án này nó sẽ sắp sửa lên sàn Hotbit nữa các bạn. Hiện tại cộng đồng dự án này phát triển khá là mạnh, trên tờ Twitter nó hiện tại đã có trên 38k theo dõi nha các bạn. Thì đây mình đã rút về và mình bán các bạn. Đây thì mình rút về được 5 tốc cần, rút tiền lãi nha các bạn. Mình bán qua BIM EDUT chuẩn mắt này. Rồi các bạn có thể rút tiền lãi ra, các bạn có thể swap qua BNB nha bạn, mình được 0.031 quật luôn, xả luôn. Mình rút về cho các bạn coi cái độ uy tín của sàn này nha bạn. Rồi ok, rồi mình backup ra lại nè, mình có 46 phường 44 được, rồi lên 55 là được 11 đô các bạn. Mình rút lãi vậy có 5 tô cần nè. Thì mình làm cái video này chủ yếu thông báo cho tất cả các bạn và anh chị nha. Con tôi cần BSV giá khá là tăng cao, thì mình cũng không khuyên tất cả anh chị xả hay là bán gì, đó là do quyết định của tất cả các bạn và anh chị các bạn. Thì mình xin chúc mừng cho tất cả các bạn anh chị đã tham gia dán cùng mình, giờ đã x2 rồi các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.